Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng lịch việc ra màn hình chính điện thoại của bạn để các bạn có thể xem lịch âm dễ dàng hơn nha. Thì đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Zalo trên điện thoại của các bạn lên. Tiếp theo là các bạn nhấn vào cái phần là tìm kiếm, rồi các bạn nhấn vào lịch nha các bạn. Lịch đây, lịch việc đây các bạn, mình sẽ chọn vào lịch việc nha. Rồi tiếp theo là các bạn có thể xem ngày âm ngày dương trên này luôn nha. Thì để mà có thể ghim cái phần lịch việc này ra màn hình điện thoại của bạn để các bạn có thể dễ dàng truy cập hơn. Mỗi khi mà các bạn muốn biết ngày âm thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy chọn vào biểu tượng ba dấu chấm ở phía trên bên phải màn hình điện thoại của bạn nha. Đây cái biểu tượng này nha các bạn, thì mình sẽ chọn vào, rồi mình sẽ nhấn vào cái phần là tạo phím tắt nha các bạn. Đây nó cái phần là tạo phím tắt thì các bạn nhấn vào tạo phím tắt. Rồi các bạn ra màn hình chính điện thoại của bạn xem thử cái lịch việc này nó đã có trên màn hình chính của các bạn hay chưa nha. Đây thì như vậy là cái lịch ứng dụng lịch việc đã được thêm vào màn hình chính của các bạn rồi. Mỗi lần các bạn xem ngày âm thì các bạn chỉ cần nhấn vào lịch việc thì các bạn đã có thể xem được ngày âm dương ở trên cái điện thoại của bạn rồi, rất là tiện dụng. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách xem lịch âm ngay trên màn hình điện thoại của bạn rồi. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.